Nói vớ vẩn. Mọc dài không gì? Dài theo cái gì? Vớ vẩn. Đánh tím tay rồi, nhờ. Ừ. Thằng Đăng nó về phe tôi rồi, không cách biết đâu. Ba đứa tôi với con bầu với thằng Đăng một phe, con mi một phe. Con mi gì? Con mi chỉ là con mi thôi. Ừ, con mi chỉ là con mi thôi, vớ vẩn thế mà.